thu hồi thu nhập bằng luật hấp dẫn. Hello, xin chào cả nhà. Có anh chị nào mà mình đang làm kinh doanh này, hoặc là mình cũng là đi làm thuê, nhưng mà hiện tại là mình có những khoản cho người ta nợ đó, xong rồi là giờ người ta cũng chưa trả. Hoặc là có những anh chị doanh nghiệp đó, bây giờ là tới cuối năm thì dòng tiền của mình cũng rất là nhiều nha, nhưng mà dòng tiền đó là người ta mượn, người này mượn ít, người kia mượn ít, cộng lại nó rất là nhiều. Và có nhiều anh chị là gửi cho thằng nào chỗ, bây giờ là gọi là người ta nợ chị đó, là chị nghĩ cả một danh sách dài là cả cuốn sổ luôn, nhưng bây giờ là chị chưa có lấy được. Vậy thì bây giờ Lành có cái phương pháp nào để mà có thể ứng dụng luật hấp dẫn giúp chị có thể thu hồi thu nhập không? Thì bây giờ Lành sẽ hướng dẫn chia sẻ cho anh chị nha. Và cái công thức này Lành cũng đã ứng dụng thành công, có nghĩa là khi mà Lành ứng dụng là khách hàng là gõ cửa rồi xong rồi từ nhắn tin là chuyển khoản cái tiền mà họ nợ Lành luôn. Và Lành cũng chia sẻ giúp cho rất là nhiều anh chị, có một chị cũng gọi là người ta là mượn 200 triệu anh chị ha, mà những cái người khác họ cũng mượn, mà những người khác là họ không có đòi được anh chị. Nhưng mà cái chị đó khi mà chị ứng dụng cái phương pháp của Lành á, thì trong một tuần thì người mà mượn nợ đó họ đã quay trả lại cho chị ấy 200 triệu. Và anh chị có biết không ạ, sau ngày hôm đó là tự nhiên là và những người khác á, họ không có lấy được. Nhưng mà cái chị Lành hướng dẫn cách ứng dụng đó thì chị đã có thể là thu hồi được 200 triệu thu nhập anh chị. Và rất là nhiều những anh chị làm kinh doanh hay là làm doanh nghiệp khác, các anh chị cũng đã ứng dụng cái bộ công thức này cực kỳ thành công luôn. Thì bây giờ Lành sẽ hướng dẫn cho anh chị nha. Bước số 1 đó chính là anh chị sẽ viết xuống cái mục tiêu của mình nhé. Ví dụ hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2023, chị Nguyễn Thị A, họ đã chuyển khoản đầy đủ hoặc là họ gửi tiền mặt cho anh chị đó thì tùy ha, số tiền là bao nhiêu, ví dụ 100 triệu đồng lợi nhuận vào trong tài khoản ngân hàng Techcombank của tôi. Yes, thì đó là bước số 1 anh chị cần phải đặt bút và viết xuống nhé. Tại vì khi anh chị viết xuống thì nó mới in vào bên trong tiềm thức của anh chị được, và cách làm này cực kỳ hiệu quả luôn. Bước số 2 là như thế nào ạ? Mỗi ngày anh chị khi mà nghĩ về cái người đó, thay vì anh chị có cái cảm giác là sao ạ, oán hận hay là oán trách thì sao ạ, những cái năng lượng mà mình tỏa ra cho những người xung quanh anh chị thì họ nhận được cái năng lượng gì thì kết quả của họ cũng như vậy luôn. Nên là khi mà nghĩ về người đó thì anh chị làm ơn giúp cho Lành đó chính là thay vì mà có những cảm xúc không tích cực thì anh chị hãy chúc phúc cho họ. Tôi cầu chúc cho chị Nguyễn Thị Á này làm ăn phát đạt càng ngày càng thành công, và chị dư giả một cái khoản tiền nào đó và chị đã trả hết tất cả những cái số tiền đầy đủ cho tôi vào ngày tháng năm này. Đúng ạ, và cách làm này cực kỳ hiệu quả, anh chị ứng dụng nghiêm túc ạ. Và bước số 3 đó là anh chị cần có một cái lộ trình từng bước như thế nào. Thì rất là đặc biệt vào 19:30 tối nay này, thì một người thầy của Lành đó đã cũng chia sẻ công thức này cho Lành, và Lành cũng ứng dụng thành công. Lành cũng hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị ứng dụng thành công. Thì một cái lộ trình đó thì Lành chia sẻ ở đấy thì không có hiểu được. Thì tại vì anh chị cần phải học được khoảng đâu đó là được một tiếng anh chị ha, từ 19:30 cho tới là 20:30 thì chúng ta sẽ được học xuyên suốt một tiếng luôn. Thì anh chị sẽ biết nắm được cái lộ trình rất là rõ trong 60 phút đó, cả các bước luôn, làm như thế nào để anh chị có thể là thu hồi thu nhập trước cái Tết này, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể là đón một cái Tết tương lai huy hoàng hơn về tài chính, và chúng ta có thể là thu hồi thu nhập được tất cả những khoản lợi nhuận nha. Yes, rồi, và anh chị nào mình mong muốn là được tham gia vào cái chương trình tối nay thì Lành sẽ gửi tặng cho anh chị một cái tấm vé miễn phí ha. Anh chị nào cần thì có thể nhắn tin lại cho Lành, hoặc là anh chị có thể là comment, hoặc là anh chị tham gia vào dưới avatar của Lành đó, thì là Lành sẽ gửi tặng cho anh chị cái công thức để giúp cho anh chị có thể là ứng dụng thành công nha. Rồi, Lành xin chào và chúc cho cả anh chị có thể là hoàn thành được tất cả những cái mục tiêu của mình trong năm 2023 này, và chúng ta sẽ có một năm 2024 thật là thành công rực rỡ nha. Lành xin chào.